Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thiệt sự phát thanh 17 giờ chiều nay, thứ bảy ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và động viên cán bộ công nhân thi công dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại hai huyện Na Sơn và Hậu Lộc công bố xã Thiệu Phúc đón bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Doanh nghiệp Thanh Hóa chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng tầm giá trị của doanh nghiệp trên thương trường. Trong phần tin thời sự quốc tế, hội nghị ngoại trưởng G7 bế mạc ra tuyên bố chung về nhiều vấn đề nóng. Hạ viện Mỹ thúc đẩy gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và động viên cán bộ công nhân thi công dự án đường dây 500 kV Bạch Ba tại hai huyện Nga Sơn và Hậu Lộc. Cùng tham gia có lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, một số sở ngành cấp tỉnh và hai huyện Nga Sơn Hậu Lộc. Nhóm phóng viên thời sự đưa tin. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hương Yên có tổng chiều dài 519 km, trong đó có 132,4 km đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa với 299 vị trí móng cột. Tính đến ngày 19 tháng 4, tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao mặt bằng 100% vị trí móng cột, 87 trên 137 khoảng néo phần hành lang tuyến cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công. Theo đại diện chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương cùng sự ủng hộ của người dân cho việc bàn giao mặt bằng sớm, các công đoạn của dự án đi qua tỉnh Thanh Hóa đều đang được triển khai thuận lợi. Đến kiểm tra thực địa tại vị trí móng cột 70 tại xã Nga An, huyện Nga Sơn và vị trí móng cột 132 tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu bật ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đường dây 500kV mạch 3, đồng thời nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo nhằm thúc đẩy sự phát triển và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương sự tích cực chủ động trong công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền các địa phương đã cùng nỗ lực quyết tâm để dự án thi công đảm bảo các mốc tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Đặc biệt, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn nhân dân địa phương nơi có dự án đi qua đã đồng thuận chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ủng hộ để dự án triển khai thuận lợi. Để đảm bảo mốc đóng điện toàn dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2004, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, từ nay đến thời điểm hoàn thành dự án không còn nhiều, nhưng khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty chuyển tại điện quốc gia là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện dự án, cần phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh đôn đốc nhà thầu tập trung thi công đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao cần chủ động tham mưu kịp thời hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Đối với 11 huyện thị xã có dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 4 phải hoàn thành việc vận động nhân dân bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến, đủ điều kiện để đơn vị thi công kéo dây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, lãnh đạo các huyện thị xã cần phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp đến các hộ dân để tuyên truyền, trao đổi, giải quyết các khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, các địa phương phải tạo điều kiện về mặt bằng, tập kết nguyên vật liệu, đường đi vào các vị trí móng, đảm bảo an ninh trật tự cho cán bộ kỹ sư, công nhân thi công trên công trường. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trong Hưng nêu rõ, với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ Ban làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa thi công 3K 4 kíp làm việc xuyên lễ xuyên Tết. Đồng chí đề nghị các nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực tranh thủ thời tiết thuận lợi triển khai các phương án thi công phù hợp với địa hình, địa chất từng vị trí móng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Cùng với đó, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động với tinh thần quyết tâm đưa dự án đường dây 500 kV mạch 3 về đích đúng tiến độ. Sáng nay ngày 20 tháng 4, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức lễ công bố quyết định đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Năm 2022, khi bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa mới chỉ đạt 9 trên 19 tiêu chí số tiêu chí chưa đặt là những tiêu chí khó đòi hỏi nguồn kinh phí lớn mới thực hiện được song với quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo và sự nỗ lực đoàn kết chung sức chung lòng của toàn thể nhân dân với khẩu hiệu nông thôn mới người dân là chủ thể lấy sức dân để lo cho dân dân biết dân bản dân làm và dân hưởng thụ diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới đời sống người dân ngày càng nâng cao hộ giàu tăng nhanh hộ nghèo giảm mạnh cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp đúng như ý nghĩa, mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến tháng 11 năm 2023, xã Thiệu Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 58 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,91%. Trên địa bàn xã có 6 công ty doanh nghiệp tại việc làm thường xuyên ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Trong hai năm tiến hành xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Thiệu Phúc huy động được trên 350 tỷ đồng trong đó nguồn lực từ nhân dân chiếm hơn 86%. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Thiệu Phúc đó là có tới 167 hộ hiến đất với diện tích gần 4.200m2. Đến nay, xã Thiệu Phúc huyện Thiệu Hóa đã có 3 trên 5 thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Thiệu Phúc huyện Thiệu Hóa đặt mục tiêu phân đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2005. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và phần thưởng 800 triệu đồng cho xã Thiệu Phúc. Lãnh đạo huyện Thiệu Hóa trao thưởng 500 triệu đồng cho xã về đích nông thôn mới nâng cao. Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Chiều nay ngày 20 tháng 4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đào Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà các gia đình chính sách có hiệu công trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại địa bàn huyện Đông Sơn. Tham gia đoàn công tác của tỉnh có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Đông Sơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thanh Tùng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Thiều Quang Thành, con liệt sĩ Thiều Quang Trường ở khu phố Xuân Lưu, thị trấn Dừng Thông. Thăm tặng quà gia đình ông Trương Văn Đính, sinh năm 1928 ở thôn Hoàng Ngọc, xã Đông Hoàng. Ông Đính là dân công hòa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Thăm tặng quà gia đình thương binh Lê Sĩ Nhự, ở thôn Phủ Trần, xã Đồng Ninh. Thăm tặng quà gia đình ông Lê Văn Xuân, sinh năm 1935, là chiến sĩ Điện Biên Phủ ở thôn Trường Xuân, xã Đồng Ninh. Thăm tặng quà gia đình thanh niên sung phong Hoàng Văn Huy, sinh năm 1936, ở thôn Ngọc Tích, xã Đồng Thành. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, các cựu chiến sĩ Điện Biên, dân công hòa tuyến, thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia và giành chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Thanh Tùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hòa tuyến vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng chí mong muốn các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của người chiến sĩ Điện Biên, động viên gia đình con cháu tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Đông Sơn thường xuyên quan tâm, chăm sóc, thực hiện tốt các chế độ chính sách đền ơn đắc nghĩa của Đảng, nhà nước đối với các đối tượng chính sách nói chung, những người tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Theo thông tin từ Ban dân tỉnh Thanh Hóa, trong quý 1 năm 2024, Thanh Hóa đã vươn lên dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng GDP trong nhóm 10 tỉnh thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 năm 2024 của Thanh Hóa đạt 13,15%, cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay. Cụ thể, năm 2020 tăng 7,52%, năm 2021 tăng 7,11%, năm 2022 tăng 12,93%, năm 2023 tăng 6,21%. Cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ về GDP, trong quý 1 Thanh Hóa ghi nhận sự tăng trưởng các nguồn thu quan trọng khác tại Thanh Hóa. Cụ thể, tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Các nguồn thu này chủ yếu tới từ thuế giá trị gia tăng đối với dầu thô nhập khẩu và công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nguyên Sơn và các mặt hàng xuất khẩu thuần túy qua địa phương này như đá xây dựng các loại giam gỗ, xăng dầu tái xuất, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng các loại, hải sản đông lạnh, sản phẩm may mặc. Song song, các nguồn thu nội địa của tỉnh Thanh Hóa trong quý 1 đạt trên 8.650 tỷ đồng, bằng 39,3% dự toán, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, các nguồn thu chủ yếu từ các nguồn như thu từ đất, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, thu thuế bảo vệ môi trường. Năm 2024, Thanh Hóa đạt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP đạt 11% trở lên, kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và dịch chuyển cơ cấu các ngành theo hướng bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định số 1528 về việc thành lập cụm công nghiệp Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc. Theo đó, cụm công nghiệp Thuần Lộc huyện Hậu Lộc được đầu tư xây dựng tại xã Thuần Lộc huyện Hậu Lộc trên phần diện tích khoảng 23,8 ha với ngành nghề hoạt động sản xuất may mặc và giày da, nội thất, điện, điện tử, gia công cơ khí, sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn, phụ tùng ô tô, sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, thức ăn gia súc gia cầm, vật liệu xây dựng. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là công ty cổ phần đầu tư du lịch TNT, tổng mức đầu tư tạm tính hơn 208 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 20 tháng 4 là ngày thương hiệu Việt Nam. Năm nay, ngày thương hiệu Việt Nam được tổ chức với chủ đề Thương hiệu Việt Nam nâng tầm những giá trị cốt lõi nhằm tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu, bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Tại Thanh Hóa, thời gian qua, các doanh nghiệp cũng đã chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu, coi đây là chìa khóa gia tăng, nâng tầm giá trị của doanh nghiệp trên thị trường. Với mong muốn cung cấp cho thị trường loại xi măng tốt nhất, Nhà máy xi măng Long Sơn đã được đầu tư xây dựng tại thị xã Bình Sơn, tỉnh Thanh Hóa với 4 dây chuyền đồng bộ, tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn xác định thương hiệu là yếu tố hàng đầu, là chìa khóa tạo niềm tin với khách hàng. Không chỉ quan tâm hiện đại hóa quy trình sản xuất để đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, xi măng Long Sơn còn chú trọng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, bao bì mẫu mã để người tiêu dùng dễ nhận diện. Quan tâm đảm bảo yếu tố môi trường xanh sạch trong sản xuất và đặc biệt tích cực đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Nhờ vậy, thương hiệu sản phẩm xi măng Long Sơn đã có mặt tại hầu khắp các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn trên thế giới. Ông Lê Tiến Dũng, phó tổng giám đốc Công ty xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chúng tôi đưa ra là về mặt chất lượng là luôn luôn phải đảm bảo một chất lượng uh, tốt hơn. Và việc thứ hai là về mặt thương hiệu thì chúng tôi tăng cường công tác quảng bá ở trên các phương tiện chúng tôi cũng đang đầu tư thiết bị để đảm bảo được môi trường và các tiêu chí để sản xuất cái sản phẩm xi măng xanh hướng tới các mục tiêu để coi như là phát triển bền vững về lâu dài. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, các doanh nghiệp đã và đang tập trung hướng tới những giá trị cốt lõi như chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, chiến lược truyền thông marketing, xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp thông qua các giá trị đóng góp, sự sẻ chia của cộng đồng xã hội. Tỉnh Thanh Hóa cũng triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hỗ trợ làm thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa, đưa sản phẩm quảng bá tại các hội trợ triển lãm. Nhờ vậy, hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang hiện diện tại nhiều thị trường trong nước và quốc tế, được người tiêu dùng tin tưởng đánh giá cao. Theo ông Phạm Khánh Đạt, quản lý sản xuất công ty liên doanh phân bón hữu nghị và bà Vũ Thị Ngọc Anh, chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc công ty cổ cô phần thiết bị giáo dục Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa, việc xây dựng thương hiệu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đối với vấn đề thương hiệu thì đối với doanh nghiệp hương Nghị chúng tôi xác định đây là vấn đề sống còn. À, về xây dựng thương hiệu chúng tôi thông qua cái việc thứ nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm, thứ hai là về mẫu mã, bao bì sản phẩm, thứ ba là uy tín của doanh nghiệp đối với người sử dụng. Ở bên cạnh đó sẽ có các cái chính sách bán hàng à, để cùng đồng hành và chia sẻ với người dân. Để làm sao các cái thương hiệu của Hương Nghị à, trong cái thời gian tới sẽ mở rộng hơn và khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường trong nước. Những cái yếu tố mà chúng tôi đặc biệt quan tâm để xây trong quá trình xây dựng thương hiệu đó là cái việc giữ uy tín với khách hàng, quan tâm đến cái lợi ích của khách hàng và đặc biệt là chúng tôi sẽ chú trọng về cái công tác nâng cao chất lượng, khẳng định được cái năng lực sản xuất của mình, năng lực kinh doanh của mình ở trên thị trường. Thương hiệu vừa là danh dự gương mặt đồng thời cũng là uy tín của mỗi doanh nghiệp trên thị trường. Về định vị và xây dựng thương hiệu của mỗi doanh nghiệp là một hành trình lâu dài không đến từ ngày 1 ngày 2. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu diễn ra sôi rộng và mạnh mẽ như hiện nay, việc tạo dựng thương hiệu thành công còn biểu hiện ở khát vọng, tầm nhìn của chính doanh nghiệp và lâu bền hơn chính là văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp. Thanh Hóa cần tiếp tục bắt kịp điều này, nhất là trong bối cảnh thương hiệu quốc gia có sự tăng trưởng mạnh mẽ, xếp thứ 33 trong top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới theo số liệu năm 2013. góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp, phòng chống lụt bão và đảm bảo tưới nước và đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Ngay từ đầu năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị thi công, các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành, và hoàn thành trước thời hạn hợp đồng đối với các công trình xây mới, tu bổ, nâng cấp hồ đập, trạm bơm và kênh dẫn. Được khởi công từ đầu năm 2024, công trình kè lát mái bảo vệ đê gia cố mặt đê sông Tiêu Thủy đoạn qua xã Xuân Giang, Xuân Trường, huyện Thọ Xuân đến nay đã hoàn thành trên 35% khối lượng công trình. Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc và thiết bị, phân đấu hoàn thành trong tháng 5, nghĩa là trước thời hạn khoảng một tháng. Ông Phạm Trọng Mạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn giám sát và xây dựng Phát Thịnh tỉnh Thanh Hóa cho biết. Xác định đây là một trong những công trình hết sức lục quan trọng. À, nên chúng tôi đang à hết sức là gấp rút triển khai toàn bộ những hạng mục để uh, uh, hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Uh, chúng tôi đang chia thành 3 uh, mũi, huy động toàn bộ máy móc, con người, nhân lực để mà triển triển khai công việc, đưa uh, công trình bàn giao cho chủ đầu tư một cách sớm nhất. Năm 2024, Thanh Hóa đã và đang triển khai 45 công trình xây mới, nâng cấp, tu bổ chạm bơm, canh dẫn và hồ đập nhằm đáp ứng tưới tiêu cho 41.134 ha đất nông nghiệp. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, địa hình thi công không thuận lợi và nguồn vốn còn hạn chế, nhưng với sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị thi công, chủ đầu tư cùng các địa phương liên quan, hiện tại các công trình đều đảm bảo tiến độ, công tác giải ngân đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Cảnh Trình, công ty tư vấn xây dựng Trường Sơn, tỉnh Thanh Hóa phấn khởi nói: "Sau khi mà công ty nhận được hợp đồng đã đẩy tăng tiến độ thi công vượt trước tiến độ đang phấn đấu khoảng 20 tháng 5 này là hoàn thành. Cơ bản quan trọng bây giờ đã hoàn thành đến 90%. Ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc ban quản lý dự án huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm. Ngay từ đầu năm thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo của huyện ban quản lý dự án là phối hợp với các đơn vị thứ nhất là về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ để giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công. Đối với các dự án liên quan đến công tác hồ đập và thủy lợi thì là tiến độ đề ra thì cơ bản là gần như hoàn thành. các dự án triển khai mới thì đang vào công tác chuẩn bị là chuẩn bị các bước để đầu tư giúp cho cái công tác phòng chống lụt bão của huyện cũng như của tỉnh là tốt hơn. Nguồn vốn đầu tư công dành cho thi công các công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2024 là hơn 950 tỷ đồng. Hiện Thanh Hóa ngoài việc tiếp tục ra soát các trạm bơm, canh dẫn và hồ đập đã xuống cấp để có phương án tu bổ, cũng tập trung các biện pháp thi công các công trình thủy lợi đảm bảo an toàn sản xuất trước những diễn biến cực đoan của thời tiết năm nay. Là mái nhà chung của những người con Thanh Hóa xa quê, từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và giúp nhau phát triển kinh tế, mà còn có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, nhất là trong việc hỗ trợ xây dựng nhà đạo đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở. Bài viết của phóng viên Cẩm Thơ. Mùa mưa bão năm nay, vợ chồng ông Vi Văn Nho ở khu phố Trùng, thị trấn Lăng Chánh không phải nơm nước lo lắng vì đã có một ngôi nhà mới khang trang, vững chắc. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam đã hỗ trợ cho gia đình ông 50 triệu đồng để xây dựng nhà. Cùng với nguồn vốn vay mượn được, căn nhà cấp 4 được hoàn thành đã nhân lên niềm vui, tạo động lực cho gia đình ông vươn lên trong cuộc sống. Được à, nhận cái món quà coi như là tình nghĩa đoàn kết, tôi vô cùng phấn khởi. Coi như được cái sự quan tâm của chính quyền và các cấp, các ngành làm được cái ngôi nhà. Có cái ngôi nhà chui ra chui vào cùng vợ cùng con, tôi sẽ cố gắng có như là khó khăn khắc phục để vươn lên trên cuộc sống. Đối với người nghèo, lo cái ăn cái mặc hàng ngày đã khó, để làm được những ngôi nhà khang trang kiên cố càng khó hơn. Vậy nhưng, nhờ sự hỗ trợ của câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam, những căn nhà đại đoàn kết đã được dựng lên. Ông Trịnh Tiến Dũng, chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam cho biết, trong những năm qua, Câu lạc bộ đã hỗ trợ hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong những cái năm qua thì cái câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các cái chương trình để hướng về cội nguồn, hướng về quê hương thì nó vừa là cái sứ mệnh của người doanh nhân, nó vừa là cái trách nhiệm của những người doanh nhân Thanh Hóa xa quê tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi thì liên tục làm những cái chương trình xây nhà tình nghĩa tình thương đại đoàn kết cùng với mặt trận tổ quốc của tỉnh. Mới đây, hưởng ứng thư kêu gọi của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về ủng hộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cầu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam cùng các doanh nghiệp thuộc câu lạc bộ như tập đoàn Đại Dũng, công ty trách nhiệm hữu hạn phế liệu Huy Hoàng Gia, Huy Hoàng Gia Foundation, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ xử lý môi trường Việt Khải, công ty cổ phần công nghệ môi trường Nano Việt, ông Nguyễn Sơn, chủ tịch quỹ học bổng Nguyễn Trích, công ty cổ phần nhà đất Nhân 10, công ty trách nhiệm hữu hạn thép Huy Long Phát đã ủng hộ số tiền 3,1 tỷ đồng, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm xã hội của các doanh nhân là những người con thanh hóa trong việc chung tay vì cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau tỉnh Thanh Hóa có 1.535 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và kiểm kê bảo vệ. Ở vùng biển Sứ Thanh, những di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh nổi tiếng như dãy núi Trường Lệ, đền Đầu Cước, đền Cô Tiên, đền thờ Tô Hiến Thành, thành phố Sầm Sơn, đến Đức Thánh Cả, xã Đa Lộc, hậu Lộc, chùa Diên Phúc, xã Quảng Thái, đền Phúc, xã Quảng Nham, Quảng Sương đã và đang được quản lý bảo vệ di tích với phát huy giá trị di tích trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và khai thác phát triển du lịch tâm linh, khám phá tìm hiểu lịch sử văn hóa. Về vùng biển Minh Lộc, Ngư Lộc, Hậu Lộc, Quảng Nham, Quảng Sương, Quảng Tiến, Sầm Sơn, Sa đảo Nghi Sơn, Nghi Sơn, cảm nhận vị mặn mòi của biển, chúng ta còn hiểu thêm về nghề biển Nguồn lợi từ hải sản đã và đang được người dân miền biển tạo ra những sản phẩm hàng hóa đặc trưng gắn với phát triển làng nghề như nghề làm mắm ở Hoàng Phụ, Hoàng Hóa, Ba Làng Nghi Sơn, Quảng Nham, Quảng Sương, Sầm Sơn. Nhiều sản phẩm người dân vùng biển trở thành đặc sản, sản phẩm ô cốp như nước mắm Quảng Nham, Quảng Sương, nước mắm vị thanh, nước mắm vị thanh Nghi Sơn, nước mắm Ba Làng Nghi Sơn, nước mắm khúc Phụ Hoàng Hóa, nước mắm bông sen Sầm Sơn, tôm nõn khô Mai Hương và cá thu nướng Quân Thủy, ngư lộc hậu lộc nước mắm ông náo minh lộc hậu lộc đó còn là nét văn hóa đặc trưng của người dân miền biển đã được phát triển trở thành sản phẩm hàng hóa đặc sản mang nét văn hóa vùng miền được du khách người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm thời gian qua việc thực hiện xã hội hóa tu bổ tồn tạo các di tích lịch sử văn hóa được các địa phương quan tâm thực hiện và bước đầu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận qua đó tạo diện mạo khang trang cho các di tích nhưng vẫn giữ được giá trị hồn cốt vốn có của nó, ghi nhận của phóng viên Mai Ngọc. Đền Trần Hưng Đạo tại xã Hà Dương huyện Hải Trung là nơi thờ Trần Hưng Đạo, một danh tướng kiệt xuất của dân tộc dưới thời nhà Trần. Đền được xây dựng cách đây gần 700 năm và năm 1996 được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Từ năm 2017, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, đền Trần Hưng Đạo tiếp tục được trùng tu tôn tạo khang trang, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân xứ Thanh và các tỉnh lân cận. Thủ tư Lê Đăng Huỳnh, Đền thờ Trần Hưng Đạo xã Hà Dương, huyện Hà Trung chia sẻ. Mà toàn bộ sáu tiền sáu hóa này phục vụ cho sự trùng tu, tôn tạo hệ thống kiến trúc và hệ thống đền thờ của đền sau năm 2017 thì được hoàn thành. Từ năm 17 cho đến bây giờ thì ngôi đền được khang trang lịch sự. nguồn du khách thì Trước kia thì chỉ có khu vực xung quanh đền, Đây là khu vực Biển Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Thạch Thành, Nga Sơn. Nhưng bây giờ nó đã mở rộng đến không ngoài thì ở khu vực này mà toàn tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận. Tại huyện Hà Trung, từ năm 2018 đến 2023, huyện đã huy động khoảng 60 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa chiếm trên 30% để tu bổ tôn tạo các di tích như phủ suối, đền trần, cụm di tích đền Hà Sơn, đền Cô Bơ, v.v. Các di tích sau khi được trùng tu tôn tạo đi vào hoạt động ngày càng phát huy được giá trị, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tới tham quan chiêm bái. Ông Trần Văn Toản, Phó Chủ tịch Ban dân xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đầu tư tôn tạo lại mới là gần 6 tỷ, xây dựng lại toàn bộ khu mới của đền và khuôn viên và một số hạng mục của đền. Thì sau khi xây dựng mới thì mang lại cái đền thì ngày càng khang trang hơn và đẹp hơn để tạo được một cái phục vụ cho du khách cũng như bà con nhân dân trong xã cũng trong huyện trong tỉnh về đi tham quan lễ cầu và đi đi lễ thì sau khi trùng tu tôn tạo mới lại thì lượng du khách về đây một năm thì khoảng hơn 10.000 người tăng từ 20 đến 30 phần so với trước kia theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, tỉnh ta có khoảng 1.535 di tích đã được xếp hạng cao cấp, từ năm 2021 đến hết quý 1 năm 2024, toàn tỉnh có 40 dự án di tích hoàn thành tu bổ tôn tạo, 15 dự án di tích đang triển khai, 41 dự án di tích khởi công mới, với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 715 tỷ đồng, trong đó nguồn huy động xã hội hóa là 27,3 tỷ đồng. Các di tích lịch sử văn hóa được trùng tu tôn tạo đã góp phần làm cho diện mạo di tích trở nên khang trang, xứng tầm với giá trị vốn có của nó nhiều di tích đã trở thành các khu điểm du lịch hấp dẫn phục vụ phát triển du lịch tâm linh như di tích lịch sử Am Tiên, khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, khu di tích lịch sử Bà Triệu, khu di tích đền Sòng, đền Chiến Giếng. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Đình Sĩ, Phó trưởng phòng quản lý di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nói: Chủ động về xây dựng đội ngũ quản lý di tích, tập trung tham mưu hướng dẫn cái công tác quản lý để thực hiện thật tốt cái quản lý di tích và từ đó thì là tuyên truyền vận động để người dân tin và tạo sự gắn kết tạo sự chia sẻ để cộng đồng dân cư đồng thuận và sẽ kết nối để tạo ra cái hiệu ứng trong cái xã hội hóa về di tích tăng cường cái biện pháp giải pháp quản lý thật tốt cái nguồn xã hội hóa này để đảm bảo sự minh mạch và uh, sử dụng cái nguồn này đầu tư, uh, tái đầu tư trở lại cho uh, di tích. Các di tích lịch sử văn hóa được tu bổ tôn tạo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước mà còn thể hiện trách nhiệm của nhân dân, cơ quan, đơn vị cấp ủy chính quyền, doanh nghiệp đối với việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cha ông để lại một hang động mới vừa được phát hiện tại núi Đụn, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hang động này dài khoảng 70 m, rộng 50 m và cao khoảng 40 m, có bốn cửa ra vào đông tây nam bắc và có suối nước ngầm chảy bên trong và nhiều thạch nhũ đá tự nhiên rất đẹp, hứa hẹn thêm địa điểm dành cho những tiền đồ mê khám phá thám hiểm. Ông Quách Văn Nhất, chú tại thôn Khắc Dũng, xã Hà Long cho biết, núi Đụn là nơi có hang động rất linh thiêng, được nhân dân địa phương phát hiện từ rất lâu gắn liền với nhân dân địa phương trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ. Các di tích lịch sử nhà Nguyễn danh làm thắng cảnh trên địa bàn xã Hà Long, nhất là khu vực di tích Lăng Miếu Triệu Tường, để bảo vệ hang động và phát triển núi đụn trở thành một điểm đến du lịch gắn với khu di tích quốc gia Lăng Miếu Triệu Tường. Người dân chúng tôi đã có đơn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa dừng khai thác khoáng sản này. Hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã có văn bản giao Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá toàn diện về quy mô, giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa di sản du lịch nếu có đối với hang động trên và báo cáo kết quả về Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trước ngày 30 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn ra sẽ rất phức tạp, là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Riêng trong quý 1 năm 2024, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy chiếm 82,1% tổng số vụ 89,8% tổng số người chết và 97,7% tổng số người bị thương. Để chủ động phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông do mô tô xe gắn máy gây ra, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với lực lượng cảnh sát khác và lực lượng công an cấp xã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành kiểm soát các loại giấy tờ liên quan đến người điều khiển và phương tiện mô tô xe gắn máy đối tượng hành vi vi phạm tập trung kiểm soát xử lý người điều khiển người ngồi trên mô tô xe gắn máy và các vi phạm của chủ xe mô tô xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông trọng tâm vào các trường hợp là học sinh phụ huynh học sinh sinh viên công nhân người lao động tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông điều khiển xe mô tô, xe máy chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô, xe máy sau khi đã sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chờ qua số người quy định, chạy quá tốc độ. Sáng ngày 20 tháng 4, tại nhà thi đấu đan năng xã Yên Trường, huyện Yên Định, đã khai mạc giải bóng chuyển cúp đồng cổ huyện Yên Định lần thứ 2 năm 2024. Tham gia giải có hơn 200 vận động viên thuộc 16 đội bóng đến từ các xã thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Yên Định, chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng đội xếp thứ nhất mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Các trận đấu của giải tổ chức tại nhà thi đấu Đà năng xã Yên Trường và nhà thi đấu Đà năng xã Định Liên. So với giải lần đầu tổ chức vào năm 2023, số đội đã tăng từ 12 lên 16 đội. Giải sẽ kết thúc vào chiều 21 tháng 4 với trận chung kết, lễ tổng kết và trao thưởng. Ban tổ chức sẽ trao cúp, huy trường, phần thưởng cho đội vô địch, hạng nhì, hạng ba, trao giải khuyến khích và giải phong cách cho các đội bóng quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế